Đường nào, đường này anh. Thấy ông lên độ cái đẹp trai không anh em? Đó. Một xíu nữa anh em sẽ hết hồn với cái option của chủ xe ngày hôm nay mà. Lúc mà lấm lem đam mê cùng với những món đồ chơi gắn lên chiếc xe, ảnh sẽ là một người gác, và khi mà lên đồ một cái nguyên nhìn không ra luôn anh em. Vậy mà ế buồn thiệt chứ. Vậy em nào mà có ý định muốn yêu ảnh thì cứ để lại số điện thoại bên dưới nha, có gì quy kết nói cho ông Mai lấy tiền cò rẻ thôi. À, anh Quang làm xe nhiệt tình cho mọi người lắm. Nói chung là những cái gì ăn hành thường thường anh em hay đem qua cho ảnh, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ anh em, đam mê. Những cái khó người khác làm được mà ảnh làm được mới là một cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó hay ho. Thì cũng kiếm được một cái view đẹp để cho anh em ngắm cái bản độ này. Thì đây là chiếc Winner X tâm huyết của anh Eric Quang, mà anh em trong team đồ lô hoặc là những anh em chơi hệ Winner, Winner X thì biết rất là nhiều luôn. Và sau nhiều lần mà Huy mất cơ hội để được quay những cái vơ đầu của anh á, thì ngày hôm nay thì anh cũng có dành thời gian cho Huy để có thể chia sẻ cái bản độ đến anh em, cũng là cái bản độ mà tâm huyết mà anh thích nhất. Đặc biệt là cái bộ áo, cái bộ áo anh em thấy ha, không phải là chữ Winner X mà nó là RS 150 tên nước bạn. Nhưng mà để cho quân triều đình ít dòm ngó hơn thì phía sau này vẫn có một cái tem Winner X, và cái tông màu chủ đạo là màu trắng tím. Đặc biệt là ban quản trị của Team Đồ Lô, cho nên thì nhiều chi tiết trên chiếc xe này cũng có chữ Team Đồ Lô, tem cũng có nè, mà trên những cái chi tiết đồ chơi cũng có bắn laser luôn. Một xíu Huy sẽ nói chi tiết hơn. Và khi anh em nhìn vào cái bản độ này, anh em có thấy gì đặc biệt hay không? Và Huy cũng muốn chia sẻ với anh em luôn. Nhiều anh em đang quan tâm là nếu như anh em đang đi Winner X V2 thì lên V3 chi phí sẽ khoảng bao nhiêu, và có độ chế hay không. Thì mọi cái phụ tùng của chiếc Winner X này của V3 luôn có sẵn, và đây cũng là phiên bản Winner X V2 úp lên V3 anh em. Và cái chi phí úp thì sẽ đâu đó khoảng từ dao động nha, từ 6 cho đến 7 triệu đồng. Cái là cái thứ nhất, thì anh em chỉ việc đặt thôi là có rồi. Cái thứ hai thì khi mà gắn lên những cái chi tiết này á thì độ chế không nhiều. Hai cái phần xi nhan trước thì anh em cũng biết là nó khác rồi, nó không còn rời nữa, mà nó là tích hợp dính vô trong cái dàn áo luôn. Cho nên thì anh em chỉ việc là chuyển dắt, làm lại dắt thôi. Và có những cái cao su, có những cái bấm thì anh em làm lại nhẹ thôi là anh em có thể gắn như jean nè. Đặc biệt là những anh em mà thí dụ mà không thích úp phía sau của thằng V3 thì anh em có thể úp phía trước thôi cũng được. Cái phần trước bây giờ rất đẹp luôn, nó không còn phải kiểu mà răng thỏ như hồi xưa nữa, nó ngầu hơn rất là nhiều. Phần trước với lại phần hai cái yếm trước là Huy đánh giá rất là cao luôn đó. Coi như là bây giờ chi phí úp nha, từ 6 cho đến 7 triệu đồng nè là sẽ hoàn thiện một phiên bản là Winner X V3 rất là đẹp luôn. Mà ngoài ra cái điểm nhấn ở vẻ ngoài sâu cái dàn áo nữa là những cái chi tiết nhựa nhám được úp carbon. Và cái carbon này á thì cũng nhiều anh em đang rất yêu thích, và trên những chiếc xe ô tô hạng sang như là Ferrari thì hay có. Huy không biết cái tên mọi người hay gọi như thế nào, nhưng mà như Huy gọi và nhìn vào cũng vài anh em gọi á, thì nó là gọi là kiểu mà Galaxy đó, kiểu mà carbon Galaxy, mẫu mà carbon vũng anh em, để những cái chi tiết màu khác vô trong cái phần carbon cắt ra, nói chung là làm cũng công phu lắm mới đẹp được. Và phối cùng với đó là carbon tổ ong ngay chỗ ốp mão này, ở sau cái cản cũng là carbon Galaxy luôn, còn cái phần dè thì carbon tổ ong, nói chung là phối nhau đó, phối qua phối lại. Rồi nếu như những bản độ trước đây á, thì anh em thấy là Huy giới thiệu toàn là những cái tay cao cấp không à, nhưng mà bây giờ anh em muốn là một cái chi phí rẻ mà anh em muốn là chính hãng thì anh em sẽ có gì? Racing Boy là một cái sự chọn hợp lý cho anh em. Thì đây anh Quang cũng đang đi
tay thắng Racing Boy. Cái phiên bản này là cái phiên bản Piston 17 thì cái màu rất đặc biệt. Còn những phiên bản Piston 14 á, thì nó sẽ có màu bạc, rồi màu đỏ, rồi màu vàng đó. Tay 17 thì bóp nó dành phù hợp cho những con heo 4 bích hoặc là cặp heo 4 bích, anh em chơi cái tay rất ok luôn. Nó cũng có núm chỉnh nè, nó cũng có chống gãy nè, nó cũng có khe gió khi đồng học. Nói chung cái tay Racing Boy này rất ok nha. Có bình dầu rời luôn anh em đó. Nhưng mà ở đây anh Quang không sử dụng cái bình dầu rời của Racing Boy, mà anh Quang sử dụng một cái bình dầu theo cái mẫu mà Bonam EC, nhưng mà được gắn rất gọn gàng, nằm sát phía cái cùm luôn. Cái này Huy có chia sẻ cho anh em trên YouTube rồi. Bên team đồ lô đa số hầu như là những anh em đều có gắn cái thế bình dầu nằm kiểu này đó, gọn gàng. Rồi phía bên tay trái cũng là một tay côn Racing Boy cho liền lạc với nhau hơn thôi. Rồi bao tay Racing Boy nè, rồi gù thì gù carbon. Dàn chân thì chúng ta có gì, một cái mâm rất quen thuộc đối với những anh em chơi xe theo bài toán kinh tế, đó là mâm Cougi 6 cây, nhìn rất là cứng cáp luôn anh em. Đây là một mẫu mâm mà Huy nghĩ là phù hợp đối với những anh em đi tour, và cũng một là mẫu mâm chính hãng giá tốt cho anh em chơi. Nhưng mà theo Huy biết á, có một thời gian là bị cháy hàng, còn bây giờ có hàng hay chưa thì Huy cũng không biết luôn đó. Thì anh em cứ tham khảo giá đi ha, giá thì cũng rất là ok. Rồi hệ thống phanh thì mình có gì, một cái đĩa đồ chơi, và cái đĩa này thì cũng giá đâu đó hơn 1 triệu đồng để có thể bắt được cái lồng ABS luôn nè anh em. Rồi dây dầu, dây heo, bấm đầu, có một ngắt Stoli. Ngắt này có thể là ngắt Thái Lan, và khi mà Huy nói có thể là ngắt Thái Lan bởi vì anh em biết sao, nay Huy sẽ chia sẻ cho anh em một cái con heo dầu rất là đặc biệt. Nhìn vào anh em nghĩ là đây là con heo Rambo 4 bích billet, có giá mà anh em biết là có thời điểm mười mấy triệu, bây giờ thì dễ thở hơn, có thể là ngoài 10 triệu một xíu đó. Nhưng mà đây là con heo ấy lộn, nhưng mà đây là một con heo mà theo như những anh em hay gọi là Muzak. Nó là một cái thương hiệu gọi là heo Thái Lan, đến từ thị trường Thái Lan. Thì con heo Rambo mình đến từ Ý đúng không, thì con heo đến từ Thái Lan, nhưng mà cái nhà sản xuất con heo này đã mua những cái công nghệ giống như của thương hiệu Rambo đó để áp dụng cho cái con heo này. Giá thì nó cũng rất là tốt luôn. Nếu như con heo Rambo mười mấy triệu thì con heo này tầm khoảng 4 triệu hơn xíu là anh em sở hữu được rồi đó. Nhìn rất là nét, có thể gọi là 9-10 cái con heo này luôn. Còn về mà cái độ ổn định hay không thì Huy không có dám nói. Thì cái này Huy mời anh em là những anh em đang chơi con heo này thì có thể đánh giá. Nhưng mà Huy cũng hỏi chủ xe là anh Quang, thì anh cũng cầm cái con heo này đi vài cái tour rồi. Nói chung là cái độ ổn định thì cao đó, thì theo chia sẻ của anh Quang. Rồi để gắn được con heo này thì anh em phải chạy một cái bát CNC. Thì cái bát CNC này cũng chuẩn theo như là con heo Rambo 4 bích đến từ Ý luôn. Thì bây giờ anh em chơi con heo này thời gian chán, anh em muốn lên con heo Rambo 4 bích Ý thì anh em cứ lên thôi, không cần phải thay lại cái bát. Nó hay ở chỗ đó. Huy tính nói cái món khác rồi mà Huy mới nhớ một cái nữa nên Huy chia sẻ thêm cho anh em. Thì con heo Rambo 4 bích này đến là thị trường Thái Lan này nè anh em. Thì cái đặc biệt đó là nó giống con heo Ý một cái nữa là bốn con ốc cũng xét y chang luôn. Nó hay cái chỗ đó đó. Và anh em chơi con heo này thì cũng chú ý một xíu là do là nó xinh xi cho nên cái vị trí mà ốc dầu á, cái răng ốc dầu, cái ốc gió của nó cũng dễ hư lắm. Nói chung là nó bị mềm á, nên là siết mà anh em lố tay, anh em không biết siết á là dễ bay cái răng lắm, coi như là bay luôn con heo á đó. Không phải như mấy cái đồ sắt hay đồ nho, đồ sắt hay đồ thép này nọ mình có thể làm răng lại này nọ nó dễ đâu. Nhôm này rất là phiền phức luôn và nó mất giá trị con heo. Thì anh em chú ý cái điều đó, anh em có thể dùng cái adapter, cái đầu chuyển á cho cái dây dầu để anh em ít có thể là khỏi phải vặn tới cái răng, coi như là một lần mua siết duy nhất rồi thôi đó. Nói chung là chơi xe độ thì mình cũng chơi cái bài toán kinh tế cho tất cả luôn. Từ cái việc mà khi xe lăn bánh, từ cái việc mà gắn cái món đồ chế lên xe nó sẽ như thế nào. Đặc biệt là bản độ này thì anh Quang nói chung là cũng là một cái chia sẻ thú vị. Thì anh em mình chơi xe độ biết rồi mà, dù nói là chơi bất chấp, chơi vì đam mê, nhưng mà mình cũng quải lắm về quân triều đình đó. Mỗi lần mà chiếc xe chụp vô là đường nào cũng bị dính. Nhưng mà quan trọng là mình chơi sao mà để cho mấy ảnh thấy có văn minh một xíu, văn hóa một xíu, để mà nhẹ đi cái tội đó. Thì ở đây xe cũng có làm bài nhẹ nhẹ, làm bài nhẹ nhẹ rồi đi cây bô thì cây bô móc. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ mà cái lỗ ra ngay khúc mà cái tiêu á, thì cái tiêu thường thường á móc, Quy nói với anh em á, bô móc nha, nhưng là móc bầu bên trong. Nhưng mà cái tiêu ngoài đi ra thì đúng của Jin á nó sẽ là 27, nhưng mà ở đây anh Quang ảnh chơi 22 thôi. Và âm thanh nghe thì cũng khá là hay, khá là giòn. Và nẹt, cỡ đầu nẹt thì nó cũng ấm và nó êm ru bà rù như là một chiếc xe Jin thôi. Ảnh nó là bị quân triều đình bắt mấy lần rồi, nhưng mà xong rồi cũng thả. Bởi vì
đối với phía quân triều đình thì cứ nhìn vô cái phần cái bô, nhìn vô chỗ cái miệng bô, cái tiêu, ồ thấy cái họng bự ha, là ồ xe mày là đậu cấu hình này này nọ nè, thật ra không biết gì hết đó, cứ nhìn vô cái miệng bô rồi nghe âm thanh lực là vậy. Cho nên đôi khi xe anh em mà làm bô xăng lửa nhẹ nhẹ này nọ, anh em đi cái lon mà êm thì họ cũng nghĩ là ồ xe zin thôi đó. Rồi bộ số gãy thì cũng giúp cho cái thế ngồi nó thể thao hơn. Nếu mà anh em hỏi bộ số gãy là cái hiệu năng mang lại là gì thì anh em phải hỏi những anh em mà hay chạy trong sân, trong trường đua, hoặc là anh em coi trong MotoGP anh em thấy ha. Cái bộ số gãy giúp mà cái việc mà chuyển số hay là rà phanh nó linh hoạt hơn rất là nhiều khi mà kết hợp cùng với cái ben đạp Brembo hay một ben đạp nào mới có thương hiệu. Cái việc mà ổn định nó rất là cao khi mà mình kiểm soát những cái tốc độ mà gọi là ngoài 200 đó, mấy cái ben đạp. Còn cái bộ số gãy này thì gắn lên để cho cái thế ngồi thể thao hơn thôi, nhưng mà đi tour bảo đảm là hơi bị mỏi nếu mà anh em ngồi không quen luôn. Lúc nào mình cũng phải cái dáng tròn phía trước và mình phải lưng thẳng đó. Khi nhìn vào cái ben đạp này thì anh em sẽ nghĩ đây là cái ben đạp Brembo màu vàng, nhưng mà ben đạp là ben đạp zin ảnh sơn màu vàng, nhìn cho nó đẹp hơn. Và cái độ tỉ mỉ của ảnh thì anh em sẽ thấy ha, rất là cao. Lốc máy là cái lốc là đi sử dụng ốc Salaya, cái phiên bản mới nhất á, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cũng có những cái ốc mà để gắn cho cái bộ số gãy này nè, cũng có thể là sử dụng những cái bộ ốc khác, nhưng mà ảnh muốn là nó có sự liền lạc với nhau. Nhưng mà cái liền lạc á thì cái lợi khó chịu là những cái răng ốc của cái lốc máy anh em biết nó rất là dài, chứ như vậy mà ảnh phải mua bộ lốc máy mới, thêm một bộ nữa lốc máy, rồi xong rồi ảnh mới gắn vào, rồi xong rồi ảnh mới cắt cái phần răng thừa để trình cho nó gọn gàng hơn và nó liền lạc hơn. Rồi xe này anh em thấy gì thôi chứ cũng nhiều món đồ chơi thú vị lắm. Đây là một cái bộ gác chân sâu Hemet, và nó cũng là một cái đặc sản, một cái món ăn yêu thích mà các ban quản trị của Team Đồ Lô đang sản xuất và bán. Thì cái bộ gác chân này là của nước bạn đó, nhưng mà cái bát để cố định vô cây bô thì lại là của Team Đồ Lô làm ra, được canh chỉnh tính toán làm sao để cho nó ổn định, nó cứng cáp và nó có độ thẩm mỹ. Ở trên này thì có chữ Eric Quang là người thực hiện canh đo đạc trên bản vẽ rồi để làm ra được cái bộ gác chân này. Rồi cái thương hiệu thì là Team Đồ Lô, cho nên là anh em mua bộ gác chân này mỗi bộ đều có chữ Team Đồ Lô hết. Fan của Team Đồ Lô thì chắc chắn đi Winner thì sẽ mua cái bộ này rồi, nhìn cho nó gọn gàng hơn. Phía sau này cũng là như phía trước luôn, nhìn nếu mà nhìn thoáng qua nha, mình cứ tưởng là con heo sâu, là con heo Rambo Billet 2 bích ở thị trường ý, nhưng không, nó cũng là con heo Muzak ở thị trường Thái Lan đó, gọi Muzak thôi. Nói chung là anh em gọi cái tên đó thì Quy thấy thì Quy gọi theo thôi, chứ Quy không biết đây cũng phải là thương hiệu của Muzak không nữa hay là mu vậy Quy không biết à. Dây heo cũng bấm đầu phía sau như thế này. Ngoài ra Quy còn để thêm là một cây phuộc Olin Real ở phía sau thì có thể tăng chỉnh được nhiều thứ rất hay ho luôn. Olin Quy nói nhiều quá rồi cho nên Quy muốn nói nhanh thôi đó, cho đỡ mất thời gian. Thì giá cây Olin bây giờ anh em nếu mà mua mà cho Winner mà Sonic á lướt á thì nó cũng đâu đó tầm khoảng 6 triệu, còn nếu anh em mua mới thì giờ nó cũng tầm 10 mấy triệu, vẫn vậy thôi đó. Đặc biệt là cái bộ gấp chiếc xe á, cái màu áo á là cái màu trắng tím rồi, thì cái bộ gấp này cũng là màu trắng tím luôn. Cái gấp này là gấp TRC, cái phiên bản TRC nhìn rất là đẹp luôn, cái thương hiệu luôn chứ không phải phiên bản, nó thương hiệu TRC nhưng mà nó là cái phiên bản màu tím, nhìn rất là mộng mơ ha. Và đây là cũng là cái cây gấp mà có thể hút hồn của chị em phụ nữ nè. Đôi khi nguyên chiếc xe không yêu nhưng yêu cái gấp không, tại vì cái gấp màu tím đó, tím chung thủy. Thì cái gấp nhôm này gắn lên xe nó thể thao hơn, nhìn nó đẹp hơn, có thể là giúp chiếc xe nó đầm hơn. Đầm thì Huy chắc chắn là không đầm hơn gấp zin đâu, nhưng mà có thể là thôi nó nhẹ nó đẹp thôi, nó nhẹ nó đẹp hơn anh em. Chứ đầm thì Huy thấy gấp zin là vẫn là ổn nhất rồi. Rồi bộ vỏ Fury Rosso Sport, rồi cái dè sâu thì cũng được ốp carbon fiber tổ ong luôn, một cái bản độ mà thấy rất là tâm huyết của chủ xe. Đó là những chia sẻ nhanh của Huy về chiếc Winner X này, những cái cảm nhận nhanh nhất khi mà mình ngắm qua những cái món đồ chơi. Còn đối với anh em như thế nào, chỗ nào chưa được hay chỗ nào đẹp quá nhưng mà anh em không biết mua ở đâu rồi không biết phải làm thế nào thì anh em cứ bình luận phía dưới, Huy sẽ cố gắng trả lời và chia sẻ cho anh em. Cũng cảm ơn nãy giờ anh em đã xem hết video clip này, mong rằng anh em vẫn luôn ủng hộ Huy cũng như Hai Bánh cũng như là những đam mê của anh em chơi xe độ, để cái việc mà để cộng đồng chơi xe độ từ Việt Nam này ngày càng phát triển hơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em.